Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Sau đây các bạn hãy cùng mình khám phá 4 lỗi thường gặp trên đàn piano cơ cũ đã quá sử dụng và cách khắc phục. Nào, bắt đầu video với mình nhé. Đầu tiên là lớp sân đàn bong chóc chảy xước. Thời gian và môi trường sẽ làm lớp sân bên ngoài bong chóc chảy xước. Để làm mới, các bạn hãy làm nhám và vệ sinh bề mặt, sau đó dùng máy và dung dịch chuyên dụng để đánh bóng hoặc mang đàn đến trung tâm bảo dưỡng để phục hồi một cách hoàn hảo nhất. Thứ hai, sau thời gian dài sử dụng, phím đàn sẽ bị lún sụp, gây khó khăn cho người chơi. Để khắc phục lỗi này, bạn hãy kiểm tra lại bộ cơ của phím và bôi trơn các khớp nối hoặc thay thế phím bị lún bằng linh kiện mới chính hãng. Thứ ba, khi búa đàn đập vào dây thường xuyên sẽ bị mài mòn biến dạng, chất lượng âm thanh sẽ bị giảm và cách khắc phục sẽ là mài búa đàn để khôi phục lại hình dạng ban đầu. Kiểm tra và căn chỉnh búa đàn để đảm bảo chúng đập vào dây đúng chỗ. Thứ tư là dây đàn đặc biệt là dây bass thường hay bị rỉ sét nếu không bảo quản đúng cách. Đứt dây cũng có thể xảy ra khi dây đàn đã quá cũ hoặc bị canh quá mức. Giải pháp cho vấn đề này là hãy thay dây mới nếu dây bị cũ hoặc bị đứt. Kiểm tra và chỉnh dây định kỳ mỗi lần từ 3 đến 6 tháng. Nếu bạn thường gặp những lỗi như trên, hãy đến với showroom Minh Phụng Music tại 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình và kho đàn piano cơ lớn nhất Sài Gòn, 56/7 Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Và đặc biệt hơn, nhân dịp cuối năm này, Minh Phụng Music đang có chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn, giảm giá lên đến 20-30% tất cả các model piano cơ đang được bày bán tại Minh Phụng Music. Khi mua hàng tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ nhận được chế độ hậu mãi siêu hấp dẫn, bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, giao hàng miễn phí toàn quốc. Ngoài ra là bộ phụ kiện vô cùng chất lượng, ống sưởi, khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ghế đàn piano Nhật chính hãng. Hãy nhanh tay liên hệ qua số hotline 0919768606 hoặc truy cập vào website nhạc cụ minh phụng.com để lựa chọn và sở hữu ngay cho mình cây đàn yêu thích nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.